Thưa tất cả các cô chú, ngày hôm nay thì Triệu Dân dẫn chương trình cùng với một cô gái đang mặc tà áo dài cũng hết sức là duyên dáng dễ thương. Xin được giới thiệu quý vị là MC mà thật ra là nghệ sĩ Tánh Ngân. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cho cô gái thật là duyên dáng này. Triệu Dân phải giới thiệu với quý vị ở đây là nghệ sĩ, bởi vì anh biết được là em hát cải lương cũng hát từng cổ cũng khá là hay. Mà không phải là phải nói là mà bạn gái của Triệu Dân đang đứng trên sân khấu cùng dẫn chương trình là một người hát ca cổ cũng khá là hay. Không phải các bạn trẻ bây giờ ai cũng đam mê ca cổ nhiều, bởi vì các bạn bây giờ hình như là có xu hướng là thích hát nhạc trẻ. Nhưng mà làm gì làm, những bạn trẻ yêu mến ca cổ vẫn là những bạn trẻ mà chúng ta cần phải có rất là nhiều tình cảm dành cho các bạn đó. Các bạn đó không chỉ yêu mến những bài ca cổ của truyền thống mà còn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Và xin cho anh hỏi em một câu nha, đó là em mê ca cổ như vậy, không biết là gia đình em có truyền thống hát cải lương không? Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Lời đầu tiên cho con xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả ông bà, cô chú nghệ sĩ và tất cả các thành viên có mặt trong buổi giao lưu tối ngày hôm nay. Nhiều sức khỏe, một năm Giáng sinh vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Và em xin trả lời câu hỏi anh là... Dạ, thật sự thì em là gia đình em không có theo truyền thống cải lương, mà em cũng không có được đào tạo từ trường lớp cải lương nào cả, mà là do cái niềm đam mê của mình, em thích và em hát, thì có một cơ duyên vô tình là gặp các anh chị cô chú nghệ sĩ thời đó là anh Tuấn Sang, và hướng dẫn em rồi dẫn tới đoàn Minh Tơ để hướng dẫn em, rồi mỗi cô chú Bạch Long, rồi Công Minh, rồi Xuân Trúc, rồi cô Thanh Thế, mỗi người chỉ cho một ít cho cái bước du nghề của em. Thưa tất cả quý vị, tại sao ngày hôm nay chúng ta giao lưu với cô Khánh Ngân, là bởi vì là cô Khánh Ngân là một trong những gương mặt mà được rất là nhiều các thành viên của trang web Việt Cải Lương Việt Nam.com rất là yêu mến. Ngoài ra có một câu hỏi nữa cũng dành cho em, chắc có lẽ là em cũng chia sẻ đôi lời, đó là em có kỷ niệm nào mà khi mà đáng nhớ nhất mà khi mà trình diễn những bài ca cổ mà được khán giả yêu mến không? Dạ, cảm ơn anh. Khánh Ngân thì vào nghề rất là trễ, và hầu như là con đi hát mới trong vòng chính thức là mới có một năm đổ lại đây thôi. Nhưng mà do nhờ anh chị cô chú thương mến cho nên cũng giới thiệu đi, cũng học hỏi kinh nghiệm được nhiều. Cho nên là mới cái hình tượng cái cô Phi đó hoặc là cô Thằng Nga đó rất là màu sắc nhiều, cái em rất là thích. Và em cũng rất là thích cái cảm giác đó, tại vì mình cũng mới vào nghề thôi mà được cái tình cảm của các em với anh chị trao như vậy, thì mình cũng cố gắng phấn đấu hơn nhiều trong nghề. Xin cảm ơn bạn đã dành tình cảm của mình cho nghề sân khấu cải lương. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phỏng vấn cô Khánh Ngân, một gương mặt mà quý vị rất là yêu mến trên trang web cải lương Việt Nam.com. Bây giờ là chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng một bài ca cổ cho các cô chú ở đây cùng thưởng thức qua giọng hát của em ha. Dạ, Khánh Ngân xin gửi tặng các cô chú anh chị một vở trích đoạn trong vở tuồng Sa Phu Đi Sứ của soạn giả Đức Phú. Dạ, hỏi ý thì cái trích đoạn Sa Phu Đi Sứ thì nó nhạc quả nhiều lắm, cho nên là nó hơi khó cho mấy anh, cho nên là chúng em sẽ hát tặng bài văn cổ phần thơ thành.
tình yêu non nước tình người luôn sống lưng. Người đến đây đem đèn hoa tươi sắc tâm tôi lòng nên hát tặng bài ca. Xin cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Khánh Ngân. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.